Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Longlin Lesson. Chúng ta vẫn đang ở nội dung so sánh hai phân số tiếp theo. Và bây giờ là chúng ta đã đến bài tập số 3 và bài tập số 4. Bài tập số 1 và bài tập số 2 chúng ta vừa làm xong rồi. Thì trong video này, thầy sẽ giúp các bạn làm bài tập và bài tập số 3 và bài tập số 4 rất là hay nhé các bạn nhé. Đây, thầy sẽ kê lên cho các bạn dễ nhìn. Đây, bài tập số 3 của chúng ta như thế nào đây? Các bạn, thầy nhỏ lại cho các bạn dễ nhìn thấy. Bài tập số 3 là tiếp tục là phân số nào lớn hơn. Đây các bạn nha, là tiếp tục phân đi tìm hai phân số 3/4 và 5/7. Vậy thì bây giờ chúng ta biến nó cùng mẫu số. Cái này là quá quen thuộc rồi. 4 với 7 không chia hết được cho nhau, ta nhân với nhau để ta tìm mẫu số chung. 4 x 7 bằng 28. Vậy thì 28 là mẫu số chung của hai cái này. Vậy thì 3/4 là bằng 3 nhân cho 7 trên 4 nhân cho 7, đúng không? Đó, cái này là quá quen thuộc rồi. Là bằng 21. 3/7 21, 28 trên 28. 3/4 bằng 21/28. 5/7. Đây, 5/7. 5/7 là bằng cái gì? Là bằng 5 nhân 4 chia cho 7 nhân 4, đúng không? Là bằng 20/28. 5/4 20, 7/4 28. 21/28 với 20/28, cái nào lớn hơn? 21/28 lớn hơn, bởi vì hai phân số có cùng mẫu số 28 này. Phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. 21 lớn hơn 20, suy ra 21/28 lớn hơn 20/28. 21/28 cũng có nghĩa là 3/4, mà 20/28 cũng nghĩa là 5/7. Vậy thì 3/4 lớn hơn 5/7. Đây, 3/4 lớn hơn 5/7. Các bạn thấy chưa? Rồi, 2/7 với 4/9. Đây, hai phân số, hai mẫu số này không chia hết được cho nhau, ta nhân lại với nhau, 9 nhân 7 63, đúng không? Rồi, vậy thì 2/7 là bằng bao nhiêu? 2/7 là bằng 2 nhân 9 trên 7 nhân 9, đúng không? 2 nhân 9 bằng 18, 7 nhân 9 bằng 63. Ok chưa? Rồi, 4/9, 4/9 bằng 4 nhân 7 chia cho 9 nhân 7 là bằng 4 nhân 7 bằng 28. 9 x 7 bằng 63. Đó, 4/9 bằng 28/63, 2/7 bằng 18/63. 18/63 nhỏ hơn 28/63, bởi vì 18 nhỏ hơn 28 cùng mẫu số này. Cái kiến thức này thầy nhắc đi nhắc lại rồi, thầy không nói nữa. 18/63 nhỏ hơn 28/63, có nghĩa là 2/7 nhỏ hơn 4/9. 2/7 nhỏ hơn 4/9. Quá gọn các bạn ha. Rồi, 5/8 và 8/5. Đây, 5/8 và 8/5, các bạn là người để ý đây. Hai số 8 và số 5 này không chia hết được cho nhau, thì chúng ta lấy 8 x 5 bằng 40 là mẫu số chung. 40 đúng không nào? Đây, vậy thì 5/8 là bằng bao nhiêu? 5/8 có phải là bằng 5 x 5 chia cho 8 x 5 là bằng bao nhiêu các bạn? 25/40, đúng không? 5 x 5 25, 8 x 5 bằng 40. Rồi, 8/5. 8/5 có phải là bằng 8 nhân cho 8 chia 5 nhân cho 8 không? Đúng không? Đều nhân con số 8 này là bằng 8 nhân 8 bằng 64. 5 nhân 8 bằng 40. 64/40 là bằng 8/5. 25/40 nhỏ hơn 64/40, bởi vì 25 nhỏ hơn 64 cùng mẫu số đây. Thì có nghĩa là 5/8 nhỏ hơn 8/5. Đúng không? 25/40 là bằng 5/8 này, mà nó nhỏ hơn 64/40 của 8/5 này, đúng không? Vậy thì 5/8 nhỏ hơn 8/5. Nhỏ hơn 8/5. Ok, quá dễ các bạn ha, bởi vì các bài tập trước các bạn đã làm nhiều rồi. Thầy các bạn quen rồi thì bài tập này thầy làm nhanh cho các bạn thôi. Nếu các bạn thấy thầy làm nhanh mà các bạn không hiểu thì các bạn quay trở lại các video trước thì các bạn xem các bạn hiểu liền. Thì khi đó các bạn vô đây các bạn hiểu ngay bài tập này liền nha. Ok, tất cả thầy đều đưa lên trên kênh thầy hết. Rồi, bây giờ các bạn làm bài tập cuối cùng này, bài tập rất hay này. Mẹ có một số quả quýt. Mẹ cho chị 1/3 số quả quýt đó, cho em 2/5 số quả quýt đó. Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn? Thì có nghĩa là chúng ta so sánh 1/3 với 2/5 vậy thôi. 1/3 là số quýt của chị, 2/5 là số quýt của em vậy thôi. Thì chúng ta so sánh 1/3 với 2/5, cái nào lớn hơn thì người đó nhận nhiều quýt hơn. Vậy thì 1/3 với 2/5 chúng ta so sánh 1/3 với 2/5 nha. Thế thì chúng ta thấy 5 với 3 không chia hết được cho nhau,
thì chúng ta lấy mẫu số chung 5 x 3 bằng 15, đúng không? 15 là mẫu số chung. Vậy thì 1/3 có phải là bằng 1 x 5 chia cho 3 x 5, đúng không? Là bằng 5/15. 2/5 là bằng 2 x 3, 5 x 3, đúng không? Đó, nhân cùng số là bằng nhiêu? 6/15. 5/15 với 6/15, cái nào lớn hơn? 6 lớn hơn 5, do đó 6/15 lớn hơn 5/15, thì 2/5 lớn hơn 1/3, đúng không? 6/5 lớn hơn 15/15, đó, 6/5 lớn hơn, vâng, 6/5 lớn hơn 5/15, thì 2/3 lớn hơn, à vâng, 2/5 lớn hơn 1/3, thì 2/5 lớn hơn 1/3. Vậy thì ai được mẹ cho nhiều quýt hơn? 2/5 thì hơn 1/3 thì em này này sẽ được nhận nhiều quýt hơn chị, đúng không? Bởi vì em nhận 2/5 lớn hơn 1/3. Vậy thôi. Đó, các bạn làm được bài này không? Đó thì các bạn làm như vậy ha. Theo sự hướng dẫn của Mr. Long Linh thì các bạn làm như thế thì ok rồi, đúng các bạn? Rồi, như vậy là chúng ta đã làm được bài tập số 3 và bài tập số 4. Và hy vọng các bạn nhỏ thích các video của Mr. Long Linh, các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Chào các bạn nha, để các bạn nhận các video tiếp theo.